Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay mình đang ở một cái thị trấn lớn của Kenya là Nanyuki. Đây là cái thị trấn lớn thứ hai khi mà mình tới. Mấy ngày vừa rồi khi mà mình đi trên đường là mình đi toàn vào những cái vùng mà kiểu như là vắng vẻ ấy. Nên hôm nay mình mới có cơ hội để đến đây trải nghiệm, khám phá để quay video cho các bạn coi được. Cung đường mà mình đi mấy hôm vừa rồi là đi toàn kiểu như gần hai cái rừng quốc gia ấy. Rất nhiều những cái động vật hoang dã ở đây. Mình đi trên đường lúc nào cũng thấy hai bên đường người ta chắn cái hàng rào lớn lên để cho động vật đỡ ra. Nên là mấy hôm vừa rồi mình đi mình cũng hơi nguy hiểm, mình cũng hơi sợ. Nhưng mà cũng may là ở đây thì có nhiều khách sạn, mình không phải cắm trại. Cắm trại ở đây thì đúng là một điều gì đó rất đáng sợ luôn các bạn ạ. Đáng sợ không phải là vì cái gì khác mà vì động vật. Ở đây rất nhiều như báo này, hổ này, rồi sư tử này, đầy đủ hết. Thì hôm nay đến đây mình sẽ khám phá cái thị trấn này xem là cuộc sống của người ta như thế nào ha. Và cái điều mình sẽ muốn kiểm chứng đầu tiên là để xem là người dân ở đây có kiểu như có thân thiện hay không ấy. Những cái trải nghiệm của mình ở Ethiopia thì mình thấy đi bộ trên đường là cực kỳ khó khăn luôn. Hello. Ở đây có một chú đang đánh giày các bạn ạ. Yeah. Clean shoe. How long you clean your job? For how many year? 50 year. Wow, very long time, huh? Long time. Yeah. Long time. Yeah. Chú ở đây là chú đánh giày là được 15 năm rồi các bạn. Fifty. Yeah. So you from here? You from Nanyuki? Nanyuki. Yeah. And you where are you coming? I'm from Vietnam. Vietnam. I'm from Vietnam. Vietnam. You know Vietnam? Yeah. No. You don't know. You know. You see. In the book. It's a book. What do you see in the book? In China, you see America, North America, South America. Ah, so. But we are still here. So you know in the war in Vietnam, right? Yeah. So you clean it, how much you take? 50. Yes. Chú ở đây làm đánh giày là chỉ có 50 đồng thôi các bạn. 50 đồng là tầm 9.000 của Việt Nam mình. Đây, một công việc rất lâu rồi. Have a good day. Thank you. Thank you. Mình ở đây là cũng được gần một tuần rồi thì mình đây cũng là lần đầu tiên mình đến Kenya, nhưng mà mình thấy là khá bất ngờ khi mà mọi người đến đây nói tiếng Anh cực kỳ tốt luôn các bạn ạ. Không phải ở những thị trấn như thế này mà là cả ở những cái thôn xã bình thường ấy, những cái làng quê bình thường, mọi người cũng nói tiếng Anh khá tốt. Những người như cô chú hàng ở quê tôi cũng nói được. Ở trong những cái thị trấn này thì mọi người sẽ nói được nhiều hơn, ở quê thì mọi người sẽ nói ít hơn một chút, nhưng mà nói chung là cũng đủ để giao tiếp cơ bản. Thì khi mà hỏi mọi người thì mình mới biết là ở đây ngoài cái ngôn ngữ quốc ngữ của người ta thì tiếng Anh cũng là một cái ngôn ngữ chính để mọi người giao tiếp với nhau. Nên là khi mà các bạn có thể đến Kenya thì không phải lo khoản này, đi rất nhiều người nói tiếng Anh. GDP bình quân đầu người thì bằng một nửa Việt Nam mình. Đi về đây thì mình thấy bán hoa quả dọc đường cũng rất nhiều này. Cũng một điều cũng may mắn một phần. Nhiều khi nếu mà đồ ăn không ăn được thì mình có thể ăn hoa quả. Mình mua ít nho để tí về ăn đây. How much?
Đây là những anh kiểu như đi chạy xe ôm đây các bạn. Cái mật độ mà ô tô và xe máy ở Kenya thì mình thấy là tương đồng với cả Việt Nam mình. Các bạn nhìn con xe này này. Con xe này là mình đi trên đường là cũng thấy rất nhiều người, người ta kiểu khách nước ngoài người ta ngồi trên con xe này đấy, để người ta đi khám phá thiên nhiên ở Kenya, kiểu khám phá động vật hoang dã đấy các bạn. Người ta bịt kín hết lại này. Ở Kenya là động vật hoang dã là lớn nhất trên kiểu như là rất nổi tiếng trên thế giới luôn. Rất nhiều loại động vật người ta bảo tồn ở đây. À, đằng này có cái chợ này để mình vào mình khám phá xem mà. Rất nhiều anh xe ôm ở đây. Hello. À, ở đây không phải là cái chợ mà đây là trạm xe bus. You are taking video? Yes. What? Don't mind. Okay. I'm not going to go to Nairobi. I just visit here. Okay. Just visit. Thank you. Anh chàng vừa nãy vào cứ gạ mình, chắc là kiểu như đi xe ấy các bạn. Chỗ này mọi người đánh giày các bạn. Đánh giày và bán giày luôn. Hello. Những cái nhà ở trong thị trấn này thì cũng khá to. Về cái mặt cơ sở hạ tầng thì các bạn nhìn cũng khá giống với Việt Nam mình đúng không? Hay. Những thứ cần mua như là điện thoại hay là giày dép quần áo thì ở đây cũng có khá nhiều này. Đấy, như trước mặt các bạn đây là một cửa hàng bán đồ điện thoại. Bên này hiện tại bây giờ là thời tiết cũng rất dễ chịu các bạn ạ. Nhiệt độ dao động là tầm khoảng từ 14 cho đến 22 độ trong ngày thôi. Nên là từ cái lúc mình sang châu Phi này, ở vùng châu Á mình thì là đang là mùa đông, mùa hè rất nóng, nhưng mà sang bên này thì thời tiết cực kỳ dễ chịu. Trong này là một cái trung tâm thương mại ở trong thị trấn này đây. Đây, mình sẽ thử ở đây, cổng đi vào mình sẽ vào bên trong coi. Rất nhiều đồ ở đây, rau củ quả, tất cả mọi thứ. Nhìn tưởng những cái đồ này mà đơn giản này thôi, nhưng mà đúng là mình đi kiểu này là lâu lắm mình mới thấy vào được những chỗ mà nhìn được, mình có thể nhìn thấy nhiều rau củ quả và hoa quả như thế này á. Quá lâu rồi, hôm nay mình mua ít hoa quả về ăn thôi. Thank you. Ok, chỗ này mình thấy là cũng khá đủ rồi các bạn. Đây, có phô mai này, nho này, chuối này, sữa chua này, xoài và lựu. Vậy thôi. Còn đây là cái quang cảnh cái phòng trọ của mình ở trong cái thị trấn này đây. Đấy thì để cho các bạn xem này. Chỗ này thì cũng có rất nhiều người ta ở đây. Và theo như cô chủ phòng trọ nói là gần đây buổi chiều có một cái kiểu như là đồ ăn đường phố vậy. Nên là bây giờ mình sẽ từ nhà trọ mình đi ra bên ngoài đây. Nhìn ngôi nhà cũng khá cũ thôi. Thì nhịp sống ở đây mình thấy là cũng không có quá ồn ào. Người dân thì thấy mình thì cũng bình thường thôi. Không có dồn dập kiểu như là xin tiền rồi các thứ chuyện đấy. Hello.
Tầm này mấy em học sinh đang đi học về đây. Hello. What are you doing now? Nothing. Yeah. For what? For memory. Thử đi tìm cái chỗ nào mà bán đồ ăn để thưởng thức xem là cái đồ ăn ở đây như thế nào, mà từ nãy giờ mình vẫn chưa thấy chỗ nào có bán đồ ăn mà có vẻ đặc trưng một chút. Mình đang tính quay lại cái nhà trọ rồi thì gặp cái chị này. Thì chị này kiểu như là một cái tú bà ở trong cái vùng này vậy. Thì đang thấy mình bơ vơ bất vất ở ngoài đường thì chị có bảo là dẫn mình vào trong chỗ này có quán ăn. Nhưng mà mình cũng bất ngờ là khi mà vào đây thì đâu phải là quán ăn đâu, đây là một cái nhà nghỉ. Thì vào trong thì chị có dẫn ra phải tầm hơn chục em chân dài ở đây, bảo là mình chọn đi rồi muốn ai thì chọn chọn lấy một em. Đó, đúng là rất phức tạp các bạn ạ. Mình đang tìm cái quán ăn ấy, thì vừa nãy mình cứ tưởng là chị bảo là đến đây kiểu như chị dẫn cho cái quán ăn đấy, ai ngờ đâu mà chị dẫn vào cái nhà nghỉ các bạn ạ. Thì các bạn cũng biết là để làm gì rồi đúng không? Chị bảo mình là vào trong đấy để không phải là ăn mà là làm cái chuyện khác. Thôi, xin chào. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm quán ăn đây. Cái trường hợp này đây là lần đầu tiên mình thấy này. Đang đi trên đường mà có người gạ mình vào tận trong nhà nghỉ thế, bó tay. Đấy, qua cái sự việc vừa nãy thì đây cũng là một cái kinh nghiệm cho những cái anh em nào mà đi sang Kenya đi du lịch một mình, thì cũng đừng qua bên này thì thấy phụ nữ lạ thì đừng có đi theo nhé các bạn. Là biết thế nào rồi đấy. Thứ nhất là không biết là mình không nói đến cái chuyện mà người ta cũng có gạ mình cái chuyện ấy đi đúng không? Nhưng mà thứ hai nữa là cái chuyện là có những cái nhóm người ta không tốt kiểu như là đầu gấu vậy á. Biết đâu được người ta dẫn vào cái chỗ hẻo lánh thế, người ta vây 3-4 người đấy, người ta cướp hết đồ của mình thì sao? Đây là một cái điều để mình phòng tránh đấy các bạn. Và có lẽ là bây giờ mình sẽ lại quay lại cái nhà trọ thôi các bạn. Ok. Yeah, so I'm stay here. You stay up here? Yeah. Okay, nice to meet you. Biết hai chàng thanh niên này tự nhiên thấy mình bắt chuyện, mình cũng qua việc vừa nãy mình không tin tưởng cho lắm. Đi một mình như mình này là cái chuyện không tin tưởng là phải đề phòng các bạn ạ. Chứ không để cái việc xấu nó xảy ra đấy các bạn. Hi. Can I see the menu? You can tell the menu. What do you have for dinner? Chips. Chip and? Beef. Beef? Yeah. And? Beef. Beef? With chapati. Okay, so can you cook for me the beef? Yeah. And what do you ever is a good you can make? Okay. Yeah. Thank you. What time? Huh? Which time? I think now. Yeah, now I'm eating here. Yeah. Thì trong cái phòng trọ của mình đây là cũng có một cái quán ăn luôn các bạn. Đấy. Nói chung là khi mà mình đi đường với các bạn thì mình thấy mọi người không có xin tiền mình nhiều. Nhưng mà dù sao đây vẫn là châu Phi các bạn ạ. Châu Phi thì nước nào cũng có một cái nguy hiểm riêng của nó. Cũng thể là bây giờ mình chưa mới đến Kenya mình chưa biết thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có nhiều chuyện mình chưa thấy được ấy. Nên là cứ phải đề phòng các bạn ạ. Thì vừa nãy chị cũng dẫn mình đi vào trong đấy, rồi chị cũng
đưa cho, dắt cho mấy người ra vào đây, chọn đi, thích ai thì chọn đi á. Bữa ăn của mình đã tới rồi các bạn. Đây có thịt này, thịt dê nha các bạn, rau này, cơm nữa này. Bên này thì người ta cũng ăn cơm nhiều ấy, nên là ok. Những cái thời gian vừa rồi mình ở Kenya thì mình thấy đồ ăn là ăn được, dễ ăn.